Đến đây, đỏ có 3 phương án. Một là mã 8 tiến 9. Hai là pháo 2 bình 1. Và ba là tốt 7 tiến 1. Phương án thứ nhất của đỏ, mã 8 tiến 9. Đây là nước cờ mang tính ổn định. Tiếp theo, đen xe 9 bình 8, nước cờ chính xác. Nhưng đổi lại đen đi. Tiếp theo, cờ đỏ dễ đi. Ở đây, đen xuất sẹt cánh trái. Tiếp theo, đen xe 8 tiến 2. Đổi lại đen tiến mã bàn hà. Cờ đỏ tiên thủ. Ở đây đen tiến xe giữ mã. Tiếp theo, đỏ pháo 2 bình 3, nước cờ đoạt tiên. Đỏ tiến xe kỵ hà, nước cờ hay chiếm yếu đạo. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này.
Ngang thế. Phương án thứ hai của đỏ là pháo 2 bình 1. Tiếp theo. Đen bỏ tượng củng cố phòng ngự. Thế đổi lại đen đi. Cờ đen dễ đi. Ở đây đen phi tượng. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Ngang thế. Phương án thứ ba của đỏ là tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Đen hoành xe cánh phải, nước cờ chính xác. Chứ đổi lại đen đi. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen hoành xe.
Đen, pháo 2, tiến 3, đuổi mã là nước cờ tích cực. Cờ đỏ tiên thủ. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Đỏ tiên. Chúc bạn nghiên cứu thành công thế trận phi tượng.